Vâng, hôm nay anh chị em về đây cũng rất là vui. Một năm vừa qua chúng ta làm việc với Sức Khỏe Nam đến là kết thúc năm. Trong vừa qua cũng đã năm nào chúng ta cũng hẹn lại đây thì anh em chúng ta gặp nhau. Bình thường mọi năm thì ở miền Bắc đi miền Bắc, còn miền Nam đi miền Nam. Thì nhưng mà năm nay thì đã gồm hai đầu là Hà Nội và Sài Gòn, mặc dù con số đấy chưa đủ, mình chỉ chiếm một nửa ra một nửa con số thực tế. Những cái nhân viên là văn phòng của công ty du lịch Việt, và năm nay đặc biệt là du lịch Việt đã mời một số anh chị em hướng dẫn viên đã đồng hành cùng với chương trình chúng ta, thì hy vọng rằng anh em trong hướng dẫn viên cũng hiểu và chia sẻ. Thôi chia sẻ một chút để nói một chút về Sapa nhé. Hôm nay anh chị em du lịch Việt hội tụ về đây, có đề nghị chúng ta lần nghỉ thôi chứ bây giờ làm gì nữa, chương trình sẽ bắt đầu chưa được chưa. Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.